mùa giải 2019-2020 đã chính thức khép lại với chiếc vô địch thuộc về Liverpool sau 30 năm chờ đợi. Ba cái tên xếp sau cũng là những đại diện còn lại cho bóng đá Anh ở đấu trường Champions League, lần lượt là Manchester City, Manchester United và Chelsea. The Blues kết thúc mùa giải năm nay ở vị trí thứ tư là điều khá bất ngờ đối với cả những chuyên môn lẫn người hâm mộ. Phải chịu án phạt cấm chuyển nhượng, Hồng Lô Vinh còn thiếu kinh nghiệm cùng với một đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ. Việc lọt vào top 4 của Chelsea, theo như những bình luận viên và các cựu danh thủ hàng đầu xứ sở sương mù nhận định, gần như là không thể. Mặc dù vậy, đoàn quân của Lampard đã chứng minh cho mọi người thấy rằng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. The Blues giành được 66 điểm sau 38 vòng đấu và chỉ chịu xếp sau Manchester United do thua về hiệu số bằng thắng bại. Rõ ràng, Chelsea còn có một mùa giải tương đối thành công. Còn tình cảnh của đội bóng hàng xóm Arsenal lại trái ngược hoàn toàn. Pháo thủ năm nay thậm chí còn không về đích trong top những đội bóng giành quyền tham dự cúp châu Âu. Sau chuỗi thành tích bết bát hồi đầu mùa, ban lãnh đạo câu lạc bộ đã quyết định sa thải Unai Emery để đưa về huyền thoại của đội bóng Mikel Arteta. Dưới sự chỉ đạo của Arteta, dù kết quả của Arsenal có phần khởi sắc hơn, nhưng việc không giữ vững được phong độ cùng với chấn thương của các trụ cột đã khiến cho Arsenal về đích Premier League ở vị trí thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, có một điểm chung của hai đội bóng này là họ đều có cơ hội giành được một danh hiệu ở mùa bóng năm nay, đó chính là FA Cup, chiếc cúp lâu đời nhất thế giới. Ở vòng đấu cuối cùng của Premier League diễn ra cách đây không lâu, Chelsea đã có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Wolverhampton với hai pha lập công của Mason Mount và Olivier Giroud, qua đó cán đích ở vị trí thứ tư. Hồi đầu mùa giải, 17 cựu danh thủ nổi tiếng, bao gồm những cái tên như Ian Wright, Rod Gullit, Alan Shearer, khi được hỏi về kết quả dự đoán top 4 ngoại hạng mùa này, chỉ có 3 người là Gullit, Matthew Upson và cựu danh thủ Chelsea là Mark Schwarzer tin rằng Chelsea sẽ có một suất tham dự Champions League. Không nhiều người đặt kỳ vọng vào đội hình của Chelsea, nhưng Frank Lampard và các học trò đã có một mùa giải cực kỳ ấn tượng. Và như để đập tan mọi sự hoài nghi của giới mồ điệu, The Blues đã có được những chiến thắng để lọt vào trận chung kết của giải đấu lâu đời nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tại đấu trường này, Chelsea chỉ phải thi đấu từ vòng 3 và đối thủ đầu tiên của họ là Nottingham Forest đang chơi dài hạn nhất. Trước một đội bóng yếu hơn về mọi mặt, đoàn quân của Lampard đã dễ dàng có được chiến thắng 2-0 nhờ vào hai pha lập công của Callum Hudson-Odoi và Ross Barkley. Ở trận đấu tiếp theo, họ một lần nữa đối đầu với một câu lạc bộ chơi tại giải hạng nhất là Hull City. Tốn không quá nhiều sức, Chelsea tiếp tục giành được thắng lợi 2-1 để ghi tên mình vào vòng 5. Và đối thủ của họ lần này không ai khác là Liverpool. Mặc dù vậy, việc đang phải căng sức trên nhiều đấu trường lòng Premier League và Champions League, Jurgen Klopp đã quyết định để nhiều trụ cột của mình nghỉ ngơi và Chelsea đã không bỏ lỡ thời cơ khi đánh bại nhà đương kim vô địch châu Âu 2-0 nhờ các bàn thắng của William và Barkley. Ở vòng tứ kết, Chelsea phải tiếp đón một đối thủ khó nhằn khác là Leicester City. Đội bóng thời điểm đó đang xếp thứ 3 ở Premier League hơn Chelsea một bậc. Ross Barkley tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng ở đấu trường FA Cup khi ghi bàn thắng duy nhất cho đại diện thành London, qua đó giành một suất vào chơi vòng bán kết. Chướng ngại cuối cùng của Azpilicueta cùng các đồng đội là Manchester United. Đội bóng đã đả bại Chelsea 3 lần trước đó ở mùa giải năm nay. Như ở lần gặp nhau thứ tư này, các học trò của Lampard đã có màn trả thù ngọt ngào khi đánh bại United với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Giroud, Mason Mount và bàn phá lưới nhà của Harry Maguire. Có thể thấy, con đường đến với trận chung kết của Chelsea là không hề bằng phẳng khi họ phải gặp hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh là Man United và Liverpool. Bên cạnh đó còn là nhà cựu vô địch Premier League Leicester City. Nhưng đội chủ sân Stamford Bridge đã lần lượt đánh bại tất cả và hiên ngang tiến vào trận chung kết. Giống với Chelsea, các cầu thủ Arsenal cũng bắt đầu chiến dịch chinh phục FA Cup của mình từ vòng 3. Và đối thủ của họ là đội bóng đến từ giải hạng nhất và giành quyền lên hạng mùa này, Leeds United của gã điên Marcelo Bielsa. Thi đấu không quá lớn lướt, nhưng nhờ sự tỏa sáng của tay rẻ Reece Nelson, Arsenal đã có được chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Ở vòng 4, họ phải chạm trán với một đội bóng ở Premier League là Bournemouth. Các cầu thủ trẻ tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho Arsenal khi Bukayo Saka và Nketiah là những người đã ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của pháo thủ. Portsmouth là bại tướng của Arsenal tại vòng 5 khi đoàn quân của Mikel Arteta chạm trán với một câu lạc bộ đang thi đấu rất tốt ở Premier League là Sheffield. Dù gặp phải khó khăn trước đội bóng mới thăng hạng mùa giải năm nay, nhưng đẳng cấp của một đội bóng lớn đã giúp Arsenal có được thắng lợi với tỷ số 2-1 ở những giây phút cuối cùng nhờ pha ghi bàn của Danny Ceballos. Thách thức thực sự của Arsenal chỉ đến ở vòng bán kết khi đối thủ lần này của họ là Man City của Pep Guardiola. Thi đấu lép vế hơn rất nhiều khi liên tục bị ép sân và phải hứng chịu những đòn tấn công liên tục từ phía đối thủ. Nhưng nhờ sự tỏa sáng của Aubameyang, Arsenal đã có được chiến thắng đầy bất ngờ với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Chelsea. Mùa giải năm nay, Arsenal và Chelsea chỉ mới gặp nhau đúng 2 lần ở Premier League và cả hai trận đấu đó, đội bóng của Lampard đều tỏ ra trên cơ. Điều này được phản ánh trong kết quả khi Chelsea thắng 1 và hòa 1. Phong độ của cả hai sau khi bóng đá trở lại sau dịch là khá tương đồng. Arsenal không còn giữ được phong thái của một ông lớn trong nhóm Big Six. Unai Emery khi còn nắm quyền đã không giúp pháo thủ có được những kết quả tốt khi ông không cho thấy được sự hiệu quả trong việc sử dụng các chiến thuật, dẫn đến việc các cầu thủ không phát huy được những phẩm chất xuất sắc nhất của họ.
chỉ sau khi sa thải Emery và bổ nhiệm huyền thoại Mikel Arteta, Arsenal mới cho thấy những dấu hiệu khởi sắc. Họ có chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp trong khoảng thời gian đầu tại vị của Arteta, nhưng vận đen dường như vẫn luôn bám theo Arsenal. Họ liên tiếp phải đón nhận những chấn thương của các cầu thủ trụ cột và kết quả của các trận đấu cũng không còn tốt như trước. Đánh bại Liverpool ở Premier League và Man City tại FA Cup như là để mất điểm trước những đội bóng như Brighton hay Aston Villa đã tóm tắt được phong độ của Arsenal ở mùa giải năm nay. Đối với Chelsea, họ cũng chẳng khá hơn là bao, cũng giành chiến thắng trước các đội bóng lớn như cả hai đại diện thành Manchester, nhưng là để thua muối mặt trước West Ham và Sheffield. Mặc dù vậy, có thời gian đầu mùa giải thăng hoa, cùng với việc các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Arsenal liên tục xảy chân ở những trận đấu mang tính quyết định, để giúp The Blues may mắn có được vị trí thứ tư. Về tình hình lực lượng, Arsenal ngoài sự vắng mặt của thủ thành Bernardo bị chấn thương, thì họ gần như sẽ có được đội hình mạnh nhất trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 8. Bộ ba trên hàng công bao gồm Lacazette, Aubameyang và Nicolas Pepe vốn sẽ là đầu tàu dẫn dắt pháo thủ ở trận cầu quyết định. Còn ở hàng thủ, nếu như Mustafi và David Luiz vẫn tiếp tục chơi như trận bán kết gặp Man City, thì hàng công của Chelsea hứa hẹn sẽ có một ngày thi đấu tương đối khó khăn. Về phần mình, The Blues vừa đón nhận một tin vui khi Kante nhiều khả năng sẽ kịp bình phục chấn thương và trở lại ở trận chung kết. Trên hàng công, Olivier Giroud, Christian Pulisic của Mason Mount là ba cái tên đã có phong độ rất cao kể từ khi bóng đá trở lại. Tiền đạo người Pháp đã có 7 pha lập công trong 8 lần gần nhất xuất phát trong đội hình chính thức. Đội trưởng Mỹ Pulisic đã có 4 bàn thắng, 2 được kiến tạo cùng vô số những lần tạo cơ hội cho đồng đội mình ghi bàn cũng sau 8 trận đấu gần đây. Mối lo duy nhất của Chelsea có lẽ nằm ở hàng phòng ngự khi thủ môn Kepa đang không có được phong độ cao, còn Willy Caballero thì cho thấy rõ dấu hiệu tuổi tác. Bên cạnh đó, sự thiếu chắc chắn của các trung vệ cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến thành tích phòng ngự kém cỏi mùa này của The Blues. Mặc dù vậy, với sự trở lại của Conte là tuyến giữa, Chelsea sẽ có một lớp lá chắn thép trước hàng phòng ngự và sẽ yên tâm hơn ở các tình huống phản công. Cuộc đối đầu này còn là màn chạm trán với người đồng đội cũ của nhau, đã từng thi đấu với nhau trong màu áo Arsenal, nhưng tại Wembley cuối tuần này, Mikel Arteta sẽ phải đối đầu với một Olivier Giroud đang có phong độ rất cao ở phía bên kia chiến tuyến. Ở chiều ngược lại, Frank Lampard của Chelsea cũng sẽ có cơ hội đối đầu với người mà anh đã từng chơi bóng cùng, thậm chí từng có quá thời gian đóng vai thầy trò David Luiz. Cuộc đối đầu trên sân Wembley vào ngày 1 tháng 8 tới đây sẽ là trận đấu định đoạt cả mùa giải của cả hai đội bóng. Chelsea dù đã có được một suất dự Champions League, nhưng không có lý do gì mà Lampard lại bỏ lỡ cơ hội nâng cao chiếc cúp FA thứ 9 trong lịch sử câu lạc bộ. Còn đối với Arsenal, chiến thắng trong trận chung kết đi kèm với đó là tấm vé dự Europa League sẽ khiến cho mùa giải của họ đỡ tồi tệ hơn. Đội bóng đang nắm giữ kỷ lục về số lần lên ngôi tại FA Cup với 13 lần, chắc chắn sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Hai huấn luyện viên trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng sẽ có cơ hội giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân. Tất cả những yếu tố trên hứa hẹn trận chung kết FA Cup vẫn sẽ cực kỳ hấp dẫn và đầy kịch tính. Đội bóng nào sẽ đại diện cho thủ đô nâng cao chiếc cúp lâu đời nhất lịch sử bóng đá thế giới? Hãy cùng chờ đợi trận đấu cuối cùng của bóng đá Anh vào ngày 1 tháng 8 tới đây.